Park Jin Young, nữ hoàng nhạc phim cả cuộc đời khóc cạn nước mắt vì đàn ông. Sinh năm 1976, từ nhỏ âm nhạc đã là cả thế giới với cô gái xinh đẹp Park Jin Young. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của cha mẹ Park Jin Young, làng giải trí không phải là một tấm vé an toàn với cuộc đời cô. Chính vì thế, từ nhỏ, cha mẹ đã định hướng cho Park Jin Young về những bước đi của cuộc đời và luôn khẳng định âm nhạc chỉ là một cuộc dạo chơi. Chính vì thế, mãi đến năm 23 tuổi sau khi hoàn thành hết việc học, Park Jin Young mới quyết định bước chân vào nghề ca sĩ. Cũng như nhiều ca sĩ trẻ khác, hành trình đến với âm nhạc của Park Jin Young không hề dễ dàng. Sau khi phát hành album đầu tiên mang tên Sorrow, Park Jin Young đã khiến mọi người phải nhớ đến cô gái xinh đẹp với giọng hát khỏe khoắn và đầy nội lực. Những tưởng cuộc đời sẽ dành cho Park Jin Young với những sự ưu ái, thì vào năm 2000, khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, cô gái trẻ phải đón nhận nỗi đau đớn đến tột cùng. Tháng 11 năm 2000, trên mạng lan truyền clip nóng của cô và Kim Seok Jin, bạn trai cũ và cũng là quản lý cũ của cô. Theo điều tra của cảnh sát, đoạn video được quay trong một căn phòng ở khách sạn mà cô không hề hay biết. Và dù là nạn nhân của câu chuyện, nhưng Park Jin Young phải đón nhận sự cay nghiệt của dư luận. Người hâm mộ quay lưng, các nhãn hàng yêu cầu hủy hợp đồng, con gái bạn trai cũ thì cao chạy xe bay tới Mỹ. Người này bị cảnh sát bắt ở Los Angeles vì tội hiếp dâm và phát tán video sex với trẻ vị thành niên 8 năm sau đó. Ngày ấy, biết bao cay đắng đổ ập lên đôi vai nhỏ bé của Park Jin Young. Đài truyền hình, các nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ quay lưng lại với cô vì cho rằng cô không xứng đáng để đứng trên sân khấu. Anti-fan thì hết lời lăng mạ, nguyền rủa, thậm chí có người còn bình luận mong cô chết đi. Đối diện với scandal, Park Jin Young như sụp đổ hoàn toàn. Cô không dám về nhà vì sợ bố mẹ đau lòng, cậu em trai đang là thực tập sinh muốn theo đuổi con đường âm nhạc cũng phải dừng lại vì scandal của chị. Sợ hãi dư luận, Park Jin Young đã thuê một căn phòng trong một căn hộ ở ngoại ô và sống một mình trong thời gian dài. Cô không ra khỏi nhà, không đọc báo chí và phải điều trị bệnh trầm cảm. Trong suốt những ngày ấy, Park Jin Young liên tục tìm đến thuốc ngủ để quên đi hiện thực cay đắng. Có thời điểm cô còn nghĩ tới cái chết. Lúc đó, tôi luôn tự giam mình trong khách sạn. Tôi thuê tầng 9 ở một mình. Tôi thường nhìn từ trên cao xuống rồi tự hỏi, liệu khi rơi xuống cảm giác là như thế nào? Có phải tất cả đều chấm dứt? Sau này người đẹp chia sẻ lại. May thay trong những ngày ấy, cha mẹ Park Jin Young vẫn thường xuyên lui tới, động viên và an ủi. Những người bạn nhạc sĩ cũ gửi đến cô những bài hát và liên tục động viên. Có lẽ đó là điều khiến Park Jin Young mạnh mẽ để đối diện với mọi thứ. Năm 2003, Park Jin Young trở lại với làng âm nhạc bằng album Smile. 3 năm đã trôi qua, nhưng người ta vẫn tiếp tục đay nghiến, sỉ nhục người đẹp vì scandal cũ. Năm 2006, Park Jin Young tiếp tục phát hành album mới và ca khúc chủ đề I Won't Fall In Love đã đứng đầu bảng xếp hạng. Khán giả cũng dần mở lòng hơn với Park Jin Young. Giữa những bão giông, Park Jin Young vẫn miệt mài chăm chỉ như một con ong, dùng giọng hát ngọt ngào như mật của mình để gieo vào lòng người khác những tình cảm thuần khiết nhất. Sự chăm chỉ, nỗ lực của Park Jin Young khiến nhiều người phải nhớ đến danh hiệu nữ hoàng nhạc phim với những ca khúc tình ca như Dead Woman, phim Khu vườn quý mật, Don't Forget, phim Iris. Chuyện tình nhiều sóng gió và thêm một lần chết lặng vì đàn ông. Khi loạt hit của Park Jin Young anh tạc mọi bảng xếp hạng, dù Suk Kwon chỉ là thiếu niên 14 tuổi, hàng ngày mê đắm giọng hát của cô và dõi theo thần tượng qua TV. Cũng như mọi fanboy, anh lấy hết tiền tiết kiệm để mua đĩa đơn và album của cô. Khi ấy, anh chưa từng nghĩ sau này sẽ có mối nhân duyên với cô. Thời điểm Park Jin Young rơi vào hoàn cảnh tăm tối, chỉ muốn chết đi cho xong, cậu thiếu niên dù Suk Kwon vẫn âm thầm ủng hộ cô. Anh mua mọi album cô phát hành, dù nó không được công chúng đón nhận vì scandal chấn động. Năm 2008, Jung Suk Kwon ra mắt với vai trò diễn viên. Nhiều năm qua đi, anh vẫn yêu thích giọng hát của Jin Young như thời đi học. Năm 2010, nhờ bạn bè giới thiệu, anh có cơ hội gặp gỡ và tiếp cận thần tượng. Trong lần gặp đầu tiên, anh không nghĩ cô sẽ trở thành bạn gái và là người duy nhất trong đời mình. Thế nhưng, càng gặp gỡ và tiếp xúc với đàn chị, mặc dù anh kém đàn chị 9 tuổi, từ hâm mộ, anh yêu cô lúc nào không hay. Cho diễn viên trẻ không ngại cách biệt tuổi tác, lặng lẽ ở bên và theo đuổi cô. Ban đầu, Jin Young từ chối và sợ hãi. Cô mặc cảm quá khứ, nhưng tấm chân tình của diễn viên trẻ khiến cô cảm động. Suốt một năm trời họ yêu nhau bí mật bởi Park Jin Young lo ngại chuyện yêu đương ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất của tình trẻ vì anh là diễn viên mới. Tuy nhiên, Jung Suk Kwon một mực muốn công khai quan hệ. Anh từng nói, đối với tôi, cô ấy đáng quý và quan trọng, cô ấy xứng đáng được che chở. Sau 13 năm không yêu đương hẹn hò, Park Jin Young bắt đầu ngại ngần công khai chuyện yêu đương với Jung Suk Kwon. Từ khi công khai chuyện yêu đương, cả hai gặp phải vô số áp lực. Người chỉ trích Jung Suk Kwon và cho rằng anh bám váy Park Jin Young, yêu cô vì tiền bạc, danh tiếng. Người thì cho rằng Park Jin Young không xứng đáng được yêu thương. Gia đình Jung Suk Kwon cũng cực lực phản đối mối quan hệ của cả hai vì quá khứ của người đẹp và cho rằng cô hơn con trai họ quá nhiều tuổi. Bỏ ngoài tai mọi chỉ trích, Jung Suk Kwon vẫn nắm chặt tay người yêu. Anh tạo bất ngờ cho Jin Young khi bí mật xuất hiện trong concert của cô tại Jeonju. Tài tử quỳ gối cầu hôn cô ngay trên sân khấu, người đẹp xúc động, khóc trước hàng nghìn người hâm mộ.
Vượt qua vô vàn khó khăn, tháng 6 năm 2013, cả hai quyết định trở thành người một nhà bằng một đám cưới hoành tráng tại Seoul. Park Ji-yeon đã tin vào Jung Suk-kwon, cũng bởi vì cả hai lúc đó chả có gì ngoài niềm tin. Công chúng phản đối, fan phản đối, bố mẹ hai bên đều kịch liệt phản đối. Bản thân họ cũng ý thức rõ sự chênh lệch giữa nhau, cả về tuổi tác lẫn mọi thứ. Nhưng nhờ niềm tin, cả hai đã giúp nhau đứng vững trước bão tố. Nhiều ngày liền sau khi công bố mối quan hệ, Jung gần như kiểm soát từng hành vi của Park. Anh không cho cô lên mạng để tránh phải nhớ lại vết thương cũ, cũng như không phải đọc những bình luận ác ý về mình. Khi ấy, Park Ji-yeon ngượng ngùng công khai đã mang thai 3 tháng. Nhìn nụ cười luôn hiện diện trên môi Park Ji-yeon, người hâm mộ hy vọng rằng cô sẽ hạnh phúc sau vô vàn cay đắng. Nhưng cay đắng thay, một tháng sau đám cưới, Park Ji-yeon bị sảy thai. Nước mắt đau đớn vì mất con vẫn chưa còn khô trên khóe mi, cô đã phải nhận sự cay nghiệt của dư luận. Antifan đã lan truyền thông tin cô bị sảy thai vì hút thuốc lá, nghiện rượu, phẫu thuật thẩm mỹ. Nỗi đau của việc mất đi một đứa con không phải là điều tôi có thể dễ dàng nói đến. Tôi muốn có một đứa con và tôi sẽ dành thời gian cho con như bao bà mẹ khác. Tôi muốn chăm lo cho con và gia đình, phát hành album sau đó nghỉ hưu, người đẹp đau đớn chia sẻ. Sau nhiều nỗ lực, tháng 7 năm 2017, vợ chồng Park Ji-yeon chào đón con gái đầu lòng. Nhiều người gửi lời chúc phúc tới Park Ji-yeon và tin rằng từ bây giờ cô có thể mỉm cười hạnh phúc. Nhưng nào ngờ, trong khi Park Ji-yeon nỗ lực kiếm tiền, nỗ lực chạy concert, thì chồng cô bị cảnh sát bắt giữ vì dùng ma túy đá. Thêm một lần nữa, Park Ji-yeon lại ngã quỵ. Fan hâm mộ của Park Ji-yeon chua xót nhắc nhau rằng không biết đến bao giờ cuộc đời mới bớt khắc nghiệt với cô.